Hello, chào mọi người, mình Perry đây. Và sau một vài ngày trải nghiệm với Zenless Zero thì mình cảm thấy đây là một cái tựa game cũng khá là vui và cũng ổn để có thể làm một xíu content nhỏ nhỏ xung quanh nó. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm content liên quan tới T-List cho các nhân vật hiện tại ở trong game, ở phiên bản 1.0 này, ở giai đoạn đầu nha. Và cùng bắt đầu nào. Đầu tiên thì để nói trước thì tier list này sẽ mang tới cho các bạn liên quan tới sức mạnh chủ yếu và độ đa dụng của nhân vật. Và chủ yếu đó là đây là một cảm nhận cá nhân của mình, cho nên là nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan tới tier list này, hãy comment xuống phía dưới nha để cho tụi mình biết ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ khởi động với lại các nhân vật thuộc hàng free chúng ta có đầu game, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhân vật mà được cá nhân mình rất là thích, đó chính là đây, thưa quý vị và các bạn, Anvi. Thì Anvi là một nhân vật thuộc hạng điện khống chế. Thì đối với Anvi ở đây á, thì sát thương mà cô ấy gây ra cũng rất khá là ổn với lại sát thương điện. Và vì đây là một nhân vật, và đây là một nhân vật khống chế, mà các bạn cũng biết rồi, khống chế thì có khả năng tăng tiến cái khả năng choáng cho quái, dẫn đến là cái việc mà sử dụng cô nàng này có thể giúp cho quái choáng nhanh hơn với điện và gây ra một lượng sát thương khá ổn. Và thật ra nếu mà nói thì ở trong cấp ở trong hiện tại thì điện thì chúng ta cũng chỉ có đâu đó 4 nhân vật, mà chỉ có một là 5 sao thôi, có một nhân vật là 5 sao thôi. Cho nên là Anbi đang được coi là một nhân vật rất là tốt ở thời điểm đầu khi mà các bạn mới chơi game và chưa cần roll gì cả, các bạn chỉ cần nâng Anbi thôi thì các bạn cũng có thể vượt qua được kha khá. Cho nên đối với Anbi, mình sẽ đặt Anbi ở vị trí A. Ở đây, đầu tiên ha. A ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói tới nhân vật Billy Kid. Đây là một nhân vật tiên phong vật lý. Mà đã là tiên phong vật lý, tiên phong nhá, thì chúng ta sẽ expect là anh ấy sẽ gây ra một lượng sát thương phải lớn, đúng không? Bởi vì description ghi là tiên phong là nhân vật có khả năng gây sát thương mạnh mẽ mà, đúng không? Tuy nhiên, về mặt sát thương chính thì thật ra Billy không gây ra được quá nhiều sát thương như chúng ta tưởng tượng. Thậm chí nếu các bạn so sánh với lại bản thân Anbi thì có thể một phần nào đó các bạn sẽ cũng thấy cấn. Và cái cách chơi của Billy khá là tẹt, đó là mọi thứ đều là tăng sát thương chứ không có hỗ trợ quá nhiều cho team. Bởi vì như vậy cho nên là cái base sát thương nó cực kỳ quan trọng nhưng mà nó cũng không quá tốt. Cho nên đối với lại nhân vật Billy thì đối với mình nhá, thì các bạn có thể sử dụng Billy để chinh chiến ban đầu được, nhưng mà hiện tại thì Billy không quá tốt, cho nên mình sẽ đặt Billy ở hàng C ha. Rồi, nhân vật cuối cùng trong số 3 nhân vật ban đầu mà chúng ta được nhận khi bắt đầu game, đó chính là Nico. Thật ra là nhân vật Ether, hệ Ether duy nhất đang có trong game này. Nếu mà các bạn để ý thì chưa có một nhân vật hệ Ether nào trong game này ngoại trừ Nico cả. Cho nên về mặt lý thuyết đây là nhân vật Ether mạnh nhất game này rồi. Và tuy nhiên một cái điều nữa là Ether là một nhân vật chi viện, tức là có thể cung cấp hiệu quả buff cho đồng đội, cho nên về mặt lý thuyết nào đó thì giá trị của Ether cũng khá là cao. Tuy nhiên điểm yếu cũng là bị nhân Ether, cho nên là cô ấy sẽ rất hơi khó một chút trong việc kết hợp các đội hình, bởi vì cô ấy tăng đam Ether cho đồng đội rất là khó chịu, tăng đam Ether cho đồng đội. Tất nhiên Nico sẽ là một nhân vật rất là tốt theo mình nghĩ cho các phiên bản sau, nếu như chúng ta có những nhân vật Ether 5 hạng S hoặc nhiều hơn, bởi vì chúng ta có cái giảm phòng thủ cho mục tiêu này và tăng đam Ether, cho nên là khi mà có cái lượng buff này của Nico thì mình nghĩ là sau này team Ether sẽ rất là tốt. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chưa. Cho nên là đối với lại Nico thì mình sẽ cho Nico ở dạng B vì có potential. Vì có một cái potential ha các bạn. Rồi, tiếp theo đến với một nhân vật nữa. Tiếp theo theo danh sách thì chúng ta sẽ có
Anton. Thì đây, Anton là một tiên phong điện, tức là gây sát thương chủ yếu là điện. Và không biết vì lý do gì mà mình có tận Xenam Anton, cho nên là mình hơi có một xíu cái ác cảm xíu giống với Anton chút xíu ha. Tại sao không ra con khác? Thì với hệ điện thì bộ kỹ năng của Anton cho phép anh ta gây sát điện và tăng sát thương chiêu thức ra. Đã là tiên phong rồi thì khả năng gây sát thương của Anton phải cao. Và trong mà khi mình xem một số video liên quan tới Anton thì sát thương của Anton thuộc dạng rất là ổn. Và việc mà có thể kích hoạt được sát thương điện khi có nhân vật cùng phe hoặc cùng tính giống bản thân, tức là cũng hệ điện luôn ấy, thì thông thường sẽ là nếu các bạn free to play thì bình thường nó chắc chắn chúng ta sẽ có Anbi và Anton song An ha. Thì cái việc mà sử dụng Anton để gây sát thương này sẽ giúp cho cái team của bạn có thể vượt qua được rất nhiều khá content trong cái game này hiện tại đấy. Và như đã nói, vì tôi đã mở được cả 2, 3, 4, 5 cho nên không còn lý do nào khác, rồi phải cho anh ấy ở tầm B cao nhé. Tiếp theo sẽ là anh Ben. Anh Ben Bigger, anh Ben bự, hỏa thủ hộ. Thì đây là một nhân vật có cái cơ chế thủ hộ, tức là đây là nhân vật mà các bạn sẽ nhận được khiên từ anh ta. Đầu tiên là anh ta sẽ được tấn công theo phòng thủ, tức là nhân vật sẽ scale theo phòng thủ và cho các bạn tỷ lệ bạo kích tầm ở mức 16%. Đây, cái phần tỷ lệ bạo kích này nó sẽ có hơi một xíu vấn đề nằm chỗ này nè. Khi mà nó sẽ rất tốt ở giai đoạn từ 1.1 tới 1.2. Tuy nhiên ở giai đoạn 1.0, khi mà các bạn còn chưa có cái đồ gì cả, tỷ lệ bổ kích này gần như nó sẽ nâng cho tỷ lệ bổ kích các bạn từ khoảng 5% hoặc thậm chí 10% lên khoảng 20-mấy%. Nghe thì có vẻ scale rất nhiều, nhưng mà nó không tăng sát thương của các bạn lên được bao nhiêu đâu, vì các bạn cũng chưa chắc crit được ha. Nhưng mà cái giá trị cao nhất của Big Ben này là thuộc về việc là anh ta sẽ cho các bạn được cái khiên. Đây, cho các bạn được cái khiên để các bạn có thể chống được sát thương. Tuy nhiên một cái để các bạn có thể khiêu chí được cái những cái content ở cấp độ 40 hoặc 50, thậm chí như vậy cao hơn. Nhưng mà cái lượng mà chống chịu này đôi khi nó sẽ làm giảm cái tổng sát thương đầu ra nếu như bạn không onin. Và cái thứ hai nữa là hoạt ảnh của Ben khá là chậm. Nó sẽ đôi khi nó sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ mà các bạn spam chiêu kỹ năng các kiểu, cho nên là cái việc mà sử dụng Ben đôi khi sẽ gặp một xíu khó chịu. Điểm cộng ngược lại là Ben lại là một nhân vật đi rất tốt với lại một nhân vật mà năm sao, gọi năm sao đi ha, gọi là chính xác là nhân vật S, đó chính là Colida. Thì Colida mà sẽ nói sau. Cho nên về mặt lý thuyết nào đó, nếu như các bạn có được Colida, Ben là một sự lựa chọn khá tốt. Chung quy lại, bây giờ mình đánh giá theo như thang điểm thì Ben sẽ ở đầu hơn anh này chút xíu. À, rồi, tiếp theo sẽ là Sokaku, Loli hệ băng. Thì đây là một loli hệ băng với khả năng hỗ trợ chi viện đang được đánh giá là tốt nhất hiện tại. Chúng ta có hai nhân vật chi viện có khả năng giống như Sokaku, là khả năng tăng tấn công, là bao gồm Sokaku với khả năng tăng tấn công tối đa là 1000 điểm, 1000 điểm tấn công ha, cũng khá nhiều. Nhân vật thứ hai là Lucy, tăng tối đa là 600 điểm sau khi mà sử dụng siêu chiến kỹ. Thì về mặt búp là Sokaku sẽ búp tốt hơn. Và Sokaku hiện tại đang là một mảnh ghép trong cái team đang được đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại, đó là team Monobang, 3 nhân vật hệ băng, bao gồm là bản thân Sokaku, Leon và nhân vật limit hiện tại duy nhất trong game này là Alan. Cho nên là về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ đánh giá Sokaku cao nhất trong số các nhân vật chi viện hiện tại. Vì lẽ đó cho nên là mình sẽ để cho cô nàng hệ băng này vị trí A chơi S được, tại vì cái điểm trừ nằm ở chỗ là cái animation của cô ấy khá mất thời gian, nhất cái animation mà quạt xong rồi bay xuống á. Nhân vật tiếp theo trong cái dàn của chúng ta thì chúng ta sẽ đến với cô hầu gái hơi loli xíu, Corin. Thì Corin là một tiên phong, cũng là một tiên phong vật lý. Tuy nhiên
khả năng của Corin nó lại cái điểm cộng của Corin thì thật ra nó là ở ngoại hình thôi. Tuy nhiên cái bản thân cái hoạt ảnh sát thương và cách cô ấy gây sát thương nó đang bị một vấn đề, đó chính là cái việc mà cái tầm mà sử dụng mấy chém, cái gọi là cái gì ta, cái cưa á, cái lưỡi cưa á, nó khá là chậm, nó khá là tốn thời gian và nó cái tầm của nó không được xa. Và thật ra khi mà mình được cái này là cảm nhận cá nhân của mình, thì khi mình chơi cảm giác Corin khá là off, khả năng gây sát thương của cô ấy khá là off và nó không có được rộng, không có được xa, cái tầm xa của cô ấy quá nhỏ, dẫn đến cái việc là cô ấy không bay vô kẻ địch được, cho nên là sẽ khả năng là coi là một khoảng thời gian mà nếu mà bạn không quen với lại Corin á thì bạn sẽ có một khoảng thời gian chết trong quá trình các bạn đổi nhân vật. Đây là cảm nhận cá nhân của mình thôi nhá. Cho nên là đối với Corin thì mình sẽ để Corin ở mức C. Ở đây đi. Ha, ở mức C. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhân vật nữa. Đó là Lycaon. Tên đầy đủ Von Lycaon. Đây là nhân vật hệ băng thuộc khống chế và bộ kit của anh ta ở thời điểm hiện tại tôi không biết phải dùng từ như thế nào, bởi vì nó mạnh. Dùng từ là mạnh, bởi vì quan trọng là cái chỗ kỹ năng cho điểm choáng ở chiêu thức tăng lên, tức là choáng dễ hơn và giảm kháng sát thương băng, và thậm chí là cũng tăng luôn cả bộ số đam choáng, tức là sau khi các bạn choáng thì thay vì là các bạn sẽ nhận được một lượng sát thương các bằng khoảng bình thường là 150% thì các bạn tăng thêm 35% cái đó nữa, tức là sát thương bạn, tức là nó sẽ ngay tăng luôn cả sát thương đầu ra cuối cùng của chủ lực của các bạn luôn. Và tất cả những cái bộ kit này đều rất hợp cho một con carry hệ băng, và vô tình chúng ta lại có một con carry hệ băng tên là Allen. Thì tuy nhiên nha, bản thân anh ấy là một nhân vật có sát thương và cái lượng buff này cũng rất là tốt. Nếu mà các bạn bỏ cái kháng đam băng đi nè thì những cái còn lại cũng đều rất tốt. Tính luôn cả kháng đam băng thì nó càng tốt hơn nữa, bởi vì thậm chí cả Lycaon cũng ăn được cái trò này, và thậm chí cả Sokaku cũng ăn được cái trò này. Allen chắc chắn ăn được. Cho nên là đây sẽ là con nhân vật mà các bạn nên suy nghĩ nếu như các bạn muốn chơi mono băng. Thì mình sẽ để Lycaon ở S, bởi vì một lát nữa mình sẽ phân tích tới một con nó hơi imba một xíu nằm ở đoạn này. Và vâng, đoạn này đó chính là Allen. Allen đang là một carry DPS và hiện tại là một carry đang được đánh giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại, với các bộ chiêu thức tăng lượng lớn sát thương băng và tăng luôn cả đam bảo kích, rồi cả tăng luôn cả sát thương băng 30%. Nói chung là hiện tại thì cô ấy có một lượng sát thương đã lớn của một con tiên phong S, và cô ấy cũng có được những support. Tôi phải nói là như vẻ chúng ta có anh ấy với những cái thời là búp như thế này, và Sokaku với 1000 điểm không và tăng sát thương băng cho toàn đội, thì tôi không biết phải dùng từ như thế nào, nó là vẻ rồi, nó như vẻ rồi. Và tuy nhiên bản thân một điều là Allen cũng là một nhân vật gây sát thương tốt, cho nên không lý do gì mà tôi không để nhân vật limit duy nhất hiện thời điểm hiện tại ở đây cả. Đúng là mi chó làm tiền thiệt chứ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhân vật mà tôi đã chính tay tôi rôn ra. Chiến binh 11 hay còn gọi với cái tên là chị Eleven, nhưng mà mình thích gọi là chị đại thập nhất. Đó, chị thập nhất ha. Đại thập nhất cho dễ. Thì đây vẫn là một carry hoặc tiên phong hỏa, và với cái khả năng gây sát thương tốt ở cả chiến kỹ lẫn tuyệt kỹ. Tuy nhiên một điểm trừ duy nhất của cô ấy là sát thương còn nằm ở tấn công thường. Tuy nhiên tấn công thường chỉ có thể kích hỏa khi mà kích hoạt siêu chiến kỹ hoặc tuyệt kỹ, cho nên là sẽ có một khoảng thời gian chị đại thập nhất không gây được quá nhiều lượng sát thương. Tất nhiên là so với là Allen Joe là một nhân vật limit thì 11 không bằng, và với lại nữa là cái support tận răng của hệ hỏa
thật ra là không không nhiều bằng, không không tận răng bằng cô ấy kia, người ta bên kia thôi, hiểu không? Chứ chứ tôi tin là nếu như có một support hỏa tốt thì 11 sẽ tốt. Cho nên là ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ để chị Đại thập nhất ở A. Nằm sau Sokaku đi, Sokaku cũng báo quá rồi ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có Grace, là một nhân vật S, 5 sao điện, thuộc dị thường. Nhân vật thuộc dị thường có nghĩa là họ sẽ có thể gây khả năng debuff. Cụ thể đối với Grace là khả năng mà có thể tạo ra sốc điện nhanh, tăng chỉ số tích lũy dị thường điện, tạo ra cái hiệu ứng điện nhanh hơn, đau hơn. Đấy, và nhân vật này cũng sẽ pair rất là tốt với là những nhân vật thuộc hệ điện mà mình đã giới thiệu trước ở phía trước. Ví dụ như là chúng ta có tính ra chúng ta còn ví dụ gì nữa đúng không? Đây, chúng ta có đúng 4 nhân vật hệ điện à. Thì các bạn có thể đi chung với Anbi hoặc Anton để tạo ra một mono điện cũng khá là ổn áp. Và quan trọng hơn hết, đó, tôi chỉ cần như vậy thôi là các bạn cũng hiểu là cái độ mạnh của nhân vật này tới đâu rồi. Cho nên là đối với nhân vật này thì mình sẽ cho cô ấy ở A hơn đây một chút, bởi vì đây là nhân vật S ha. Nhưng mà cũng không tới S SS, bởi vì không phải, nói chung là hệ điện cũng chưa có cái gọi là một cái nhưng mà limit carry được bút tận răng đó, nó kiểu kiểu vậy ha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhân vật 5S tiếp theo ha, đó là Nekomiya. Mình có nói 5 sao hoài. Đây, Nekomiya là một nhân vật thuộc hàng tiên phong vật lý. Và nhắc về tiên phong vật lý thì thật ra nó có điểm lợi đầu tiên, đó là gần như tất cả chiêu thức của cô nàng đều là vật lý cả. Nó không như một con số con nhân vật khác là đòn vật lý, nhưng mà tính đam hỏa rồi như là chị đại thập nhất hay gì đó hả không, thì tất cả các đam đều vật lý ở điểm lợi. Điểm lợi thứ hai là khá khá con băng bu, là những con pet trong game này á, khá con băng bu đều có gây vật lý. Cho nên là nếu như chúng ta có một con nhân vật mà có thể giúp cho chúng ta có thêm đam vật lý vô nữa thì cái cộng hưởng nó sẽ là tốt. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cảm giác của mình đối với lại Nekomiya là sát thương mà cô ấy gây ra đang bị một xíu lép vế so với các nhân vật khác, các nhân vật thuộc hàng tiên phong S, các nhân vật tiên phong khác, và hệ thống support dành cho vật lý chưa có nhiều bằng, chưa có tốt bằng các hệ ví dụ như hệ hỏa hay là băng ở thời điểm hiện tại. Cho nên là đất diễn của cô nàng này hiện tại mình cảm giác là chưa nhiều. Các bạn có thể comment phía dưới nha, nếu như các bạn là sim mèo. Thì ở thời điểm hiện tại nhá, mình sẽ để Nekomiya ở khu đầu B, bởi vì cô ấy vẫn là một nhân vật tiên phong gây ra sức thương ổn, có thể có giúp các bạn vượt qua được những content ở mức đầu game. Tuy nhiên nếu mà so về cái tầm của các nhân vật khác như là 11 hay là thậm chí cả Ellen thì mình nghĩ là chưa tới. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Alexandrina Sebastiani. Mình không biết mình đọc đúng hay không, nhưng mà thôi mình gọi là Rina đi cho nó dễ đi ha. Rina, thì Rina là một nhân vật thuộc hàng là chi viện điện. Ê tên này ha, chi viện điện. Thì nếu như các bạn để ý thì chi viện là búp, thì nó giống như hòa hợp bên HS Honka Stadio hay là các nhân vật khác tương tự. Thì chi viện ở đây của Rina cũng búp, nhưng mà cái búp của Rina nó như thế này nè các bạn. Đọc đi. Tăng tỷ lệ xuyên giáp tương đương với tỷ lệ xuyên giáp của Rina, tối đa là 30% tỷ lệ xuyên giáp. Đây là một cái chỉ số nó khá là lạ, mà nó không thường là nó nằm trong cái ability trong game khác nha, của nhà miHoYo, thì nó sẽ là trong những cái dòng rất là khó lấy. Ví dụ như là nằm trong cung mệnh nè, trong tinh hồn nè, trong các chỉ số trong những cái thể loại mà gần như là chỉ độc nhất nhân vật này. Tuy nhiên ở trong game này thì chúng ta có một cái chỉ số là tỷ lệ xuyên giáp luôn. Vâng, chúng ta có cái tỷ lệ xuyên giáp và xuyên giáp luôn. Đấy, bỏ qua phòng thủ ấy. Thì đây là nhân vật có khả năng bỏ qua phòng thủ.
giúp đồng đội bỏ qua phòng thủ. Cái lượng buff này nó sẽ ma dần theo thời gian, mình tin là như vậy. Và ngoại hình như thế này thì không thể nào bỏ qua được. Chỉ là một cái điều điểm trừ duy nhất của cái nhân vật này á, đó là cái đôi khi là cái sự mà di chuyển nhiều nó lại không ổn thôi. Tức là cô ấy không di chuyển nhiều, tức là đi ra đi vô xài e xài tùy kỹ xong đi vô lại đấy. Cho nên là các bạn nếu có thể kiểm soát được nhân vật này, đây sẽ là một nhân vật rất tốt. Và vì lẽ đó mình sẽ đánh giá ở thời điểm này nhá. Có thể vòng vòng ở khu này, tại đây là một nhân vật chi viện rất là ma ở cái phiên bản sau, nếu như chúng ta có một carry hệ điện. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một nhân vật hệ hỏa mà tôi cũng vừa mới ra. Vâng, Koleda. Vâng, Koleda Bellabox. Của nhà công nghiệp nặng Bellabox, con gái của ông chủ của cái nguyên ngành này. Thì mình nhớ là như vậy, rồi mình hơi skip câu chuyện xíu. Thì đây là một nhân hệ hỏa khống chế, tức là cô ấy sẽ chuyên làm cái chuyện gì, là chuyên là nâng điểm choáng rồi tạo ra hiệu ứng choáng tốt hơn. Thì với cái khả năng của cô ấy thì nếu mà chơi trong một bộ hình mà hỏa nhiều á thì cô ấy có thể giúp cho chị đại thập nhất có thể choáng nhanh hơn, giúp cho choáng nhanh hơn để tăng cái khả năng choáng nè, đó, tăng sát thương cho kẻ địch bị choáng, giúp cho cái việc mà gây tổng sát thương của team trở nên cao hơn. Ngoài ra thì cô ấy cũng khá tốt với lại Ben đó. Cho nên là ở cái mức này, tuy nhiên nhá, sát thương của Koleda lại không mấy ấn tượng bằng, tất nhiên không phải như một tiên phong rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cô ấy được một cái đó là tăng điểm choáng này, tăng sát thương liên kết này, chơi với lại Koleda liên kết liên tục với các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ đánh giá đây là một nhân vật cũng khá là tốt. Nếu như các bạn ra ở thời điểm đầu game như thế này thì Koleda cũng là một nhân vật các bạn có thể nâng được, đừng bỏ quên nhé. Mặc dù tạo hình thì không có phải gu mình thôi ha. Cá nhân quan điểm cá nhân thì mình sẽ để Koleda ở khu A này ha, cũng là A thôi. Ok, nhân vật tiếp theo chúng ta có Luciana de Montefio. Đây là một nhân vật hỏa chi viện. Thì như mình đã nói hồi trước, chúng ta có hai nhân vật hỏa có khả năng búp ở tắc, đó là Sokaku và Lucy. Thì Sokaku búp tối đa là 1000, trong khi đó Lucy chỉ búp tối đa là 600 thôi. Nhưng mà búp sau khi phát động siêu chiến kỹ trong trạng thái cố lên thì cái lượng búp này cũng không tính là quá nhiều. Nhưng mà so với nếu như các bạn tính cho mono hỏa như mình thì đây là một cái lượng búp cũng khá tốt. Và ngoài ra thì đây là nhân vật duy nhất ở hiện tại có khả năng gây sát thương off field. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có một cái bị động cốt lõi như thế này thì Lucy sẽ triệu hồi ra một heo con cận vệ để có thể đánh giùm, gây sát thương off field. Mặc dù cái lượng sát thương không gọi là vượt trội kiểu như là gấp đôi gấp ba gì, nhưng mà vẫn là có. Cho nên là nó sẽ tăng cho các bạn lượng sát thương để các bạn có thể dùng những carry hiện tại đây trên sân để có thể gây sát thương chung. Tuy nhiên một điều ở đây là Lucy đang là đi kèm với hệ hỏa, thì hệ hỏa thì hơi có lép vế một xíu so với cái team hiện tại là hệ băng, thấy không? Ý là vậy á, mình đang bị thua thiệt, thấy không? Tại vì chỉ được búp, thấy không? Đó. Cho nên là kết luận lại, Lucy là một nhân vật tốt nhá. Nếu các bạn chơi hệ hỏa thì đây là một nhân vật tốt so với lại các nhân vật khác. Thì mình sẽ để ở B ha, ở đoạn này. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc video hôm nay với nhân vật Piper. Đây là vật lý dị thường, mà đã là dị thường thì thường có debuff á. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào cái kỹ năng cô ấy là kỹ năng đừng có chú ý cái khu này nha. Thì đừng chú ý đằng sau nha. Ok. Thì cô ấy tăng sát thương toàn đội 18% thôi, là cái đường buff này so với là các buff của những nhân vật mà các bạn đã thấy thì nó không quá ấn tượng. Điều thứ hai là cái việc mà ngoài đó ra thì chúng ta cũng không thấy quá nhiều về những cái lượng khác mà liên quan tới dị thường của cô ấy, ngoại trừ việc là cô ấy tạo ra hiệu suất tích lũy dị thường vật lý tăng tối đa 20 tầng
của cô ấy, tức là tối đa tầm 40% ở cấp này tăng lên khoảng 46 rồi 52 các kiểu. Thường á, như mình đã nói hồi nãy, là khi mà các bạn chơi trong team thì việc kết hợp với các nhân vật khác nó sẽ rất là, nếu mà nhân vật carry là nhân vật mạnh thì hyper thì những nhân vật hỗ trợ đằng sau cũng sẽ được tăng, cũng gọi là được gọi là hưởng xoái thêm á. À, còn nhân vật nhân vật Piper này thì rất tiếc là cái hệ vật lý đang chưa có sự gọi là, nó thẳng ra là không có nhân vật limit đó các bạn. Chừng nào có đi thì bắt đầu mới tính thêm. Cái hình này thì từ từ tôi điều chỉnh sang cho nó bớt cái đi. Đó, rồi. Thì đối với mình thực ra thì mình thấy nhân vật Piper đang có điểm cộng, nhưng mà cũng có cái mặt hạn chế là cái gọi là, nếu mà gọi là dị thường là debuff rồi thì không debuff quá mạnh, buff thì cũng thuộc dạng trung bình thôi đó. Cho nên là đối với mình ở thời điểm hiện tại nhá, đặc biệt với việc là hệ vật lý đang hơi hơi chưa có một cái chỗ đứng một cách vững chãi trong hệ thống thì B là được ha. Rồi, và đây là tier list của mình. Chúng ta sẽ có các nhân vật thuộc tier S. Vâng, đó là nhân vật hệ bằng. Tier A thì hầu hết sẽ là các nhân vật thuộc S, tức là thuộc hàng 5 sao trong game này á, và một số nhân vật thuộc hàng chi viện bá đạo và một số tiên phong S. B sẽ bao gồm các nhân vật cũng thuộc hàng là tiên phong nhưng mà có lượng gây sát thương được hỗ trợ ít hơn và cũng như các chi viện ít hơn một xíu. Hạng C, thật ra thì mình đánh giá là chưa có hạng D ở đây, chưa có nhân vật tệ, bởi vì chúng ta đang vẫn ở cái giai đoạn 1.0. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất kỳ nhân vật nào các bạn nâng lên thì nó cũng sẽ đều mạnh hơn các nhân vật mà các bạn chưa nâng, đúng không ạ? Và gần như hầu hết tất cả các nhân vật mà các bạn có, nếu như các bạn chơi ở cái mức bình thường thôi, không cần phải carry quá nhiều, không cần phải chai hạt nhiều á, thì nó cũng giải quyết cho các bạn cũng khá content trong game này rồi. Vậy ha, nếu như các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc, một cái sự không đồng ý nào với cái tier list này, vì không có hạng D à, chúng tôi có những nhân vật khác mà, hay là con này con kia nó mạnh hơn con này con kia, ví dụ như 11 tăng với S này đó, ví dụ vậy. Nếu như các bạn có bất kỳ một cái ý kiến gì, bởi vì thật ra đây cũng là chỉ là quan điểm cá nhân của tụi mình thôi ha, thì các bạn có thể comment phía dưới. Nếu các bạn thích cái tier list này, ví dụ như các bạn có thể cảm thấy là hỏa này thì đang tốt này, mình lên S cái xong các bạn thả like đó, nếu bạn đồng ý thì các bạn có thể thả like ha. Còn nếu không, nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì cứ comment phía dưới ha, để tụi mình có thể biết thêm những cái quan điểm tiếp theo, bởi vì càng nhiều quan điểm thì chúng ta sẽ có được cái góc nhìn tốt hơn liên quan tới bất kỳ một nhân vật nào trong đội game Zenless Zero này. Còn bây giờ, chào.